Sốc với tin xe chở vaccine COVID-19 của vệ binh quốc gia Mỹ bị phục kích bất ngờ. Đây là bản tin buổi sáng của kênh Việt US 1040. Mời mọi người cùng theo dõi. Một chuyện hy hữu và gây sốc là vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, ba chiếc xe tải của lực lượng vệ binh quốc gia đang trên đường vận chuyển các liều vaccine COVID-19 đến thành phố Maroochydore. Bang Texas đã một người đàn ông có vũ trang phục kích. Larry Hedrick, 66 tuổi, sống tại ở Wilcox, Arizona, chính là người đã thực hiện hành vi bất thường này khi chặn đầu đoàn xe. Người đàn ông này nghe nói đã tự xưng là cảnh sát và cầm một khẩu súng ngắn chĩa vào các binh sĩ không được trang bị vũ trang. Theo cảnh sát trưởng địa phương cho biết, người đàn ông mang theo một khẩu súng ngắn côn 1911 đã nạp đạn và nhiều hộp tiếp đạn trong xe tải. Người đàn ông này đi theo đoàn vận chuyển của vệ binh quốc gia từ cây xăng ở thành phố Lovett, sau đó hắn chặn đầu đoàn xe, tự nhận mình là thanh tra cảnh sát và yêu cầu khám xét các phương tiện. Có tin chi tiết hơn, mô tả sự việc rõ ràng hơn, là Hedrick đã điều khiển xe bám theo đoàn xe vận chuyển vaccine COVID-19 của vệ binh quốc gia bang Texas hơn 16 km trên cao tốc. Ông ta nhiều lần cố gắng tìm cách ép xe của vệ binh vào vệ đường nhưng không thành. Nghi phạm này sau đó quay xe ngang đường, buộc đoàn xe vận chuyển vaccine dừng lại. Cả đã rút ra một khẩu súng ngắn côn 1911, chĩa vào 11 vệ binh quốc gia, tự nhận mình là thanh tra và cáo buộc các binh sĩ này bắt cóc một phụ nữ và trẻ em. Cảnh sát thành phố Idaho, bang Texas đã tới hiện trường và khống chế Hedrick. Không binh sĩ hay cảnh sát nào bị thương trong vụ chặn xe. Hedrick hiện đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ hạt Lovett và bị buộc tội tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí gây sát thương, khống chế trái pháp luật 11 binh sĩ của vệ binh quốc gia, mang vũ khí trái phép, mạo danh lực lượng chức năng và can thiệp vào công việc của lực lượng quân đội tại Texas. Cảnh sát trưởng thành phố Idaho cho biết trong một tuyên bố rằng người đàn ông này dường như bị rối loạn tâm thần. Đây là một tình huống rất nguy hiểm vì nghi phạm đã cầm súng chĩa vào lực lượng vệ binh quốc gia không được trang bị vũ khí cho đến khi cảnh sát tới. Chúng tôi rất mừng khi không có bất kỳ sĩ quan cảnh sát hay binh sĩ nào bị thương trong vụ việc hy hữu và khá bất ngờ này. Cục vệ binh quốc gia Mỹ cho biết 31.000 binh sĩ của lực lượng đang tham gia sứ mệnh phân phối thực phẩm và xét nghiệm COVID. Các binh sĩ Mỹ cũng tham gia vận chuyển vaccine nhằm hỗ trợ mục tiêu đưa nước Mỹ trở lại trạng thái bình thường trước quốc khánh 4 tháng 7 của Tổng thống Biden. Nên biết rằng COVID-19 bùng phát từ hồi tháng 12 năm 2019. Xuất hiện tại 219 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 125 triệu ca nhiễm, hơn 2,7 triệu ca tử vong và gần 101 triệu người đã bình phục. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 30 triệu ca nhiễm và gần 557.000 ca tử vong. Tin cho biết thêm các nhà chức trách cho biết, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đã tham gia vào cuộc điều tra vụ việc có phần nghiêm trọng này. Nên biết thêm là Idaho là một thành phố thuộc quận Lovett, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nó nằm ở phía tây bắc của tiểu bang, một khu vực lịch sử từng được biết đến là ít thích Cado, Leno, nó là quận lỵ của quận Lovett. Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2000, dân số thành phố là 199.564 người, đây là thành phố lớn thứ 87 tại Hoa Kỳ và lớn thứ 11 tại Texas. Dân số năm 2009 ước tính là 225.856 người với khu vực đại đô thị Lubbock có dân số 276.659 người. Sự việc xảy ra làm dấy lên những ý kiến xung quanh việc bảo vệ các binh sĩ Mỹ cũng như các đoàn xe tham gia vận chuyển vaccine hiện nay. Có ý kiến nói rằng trong vaài tháng tới, sẽ có hàng tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 được vận chuyển bằng máy bay, xe tải, tàu thủy, tàu biển tới các bệnh viện, trung tâm y tế, nhà thuốc trên khắp thế giới. Với lượng hàng lên đến hàng chục tỷ Mỹ Kim, trong một số trường hợp riêng một chuyến hàng đã có giá trị trên 70 triệu Mỹ Kim, sẽ xuất hiện một thực tế không thể tránh khỏi. Kẻ cắp sẽ tìm cách ăn trộm vaccine, cho nên việc xảy ra tại Mỹ trong trường hợp này là một lời cảnh báo chung, tuy nó chưa đến độ nghiêm trọng nhất và không thuộc dạng tấn công để trộm cắp. Những người có quan tâm và giới quan sát cho là nên chăng các chuyến hàng cần được tăng cường biện pháp an ninh trên đường hơn nữa. Mọi điểm dừng đổ đều được quy định trước và lái xe phải tuân thủ. Đoàn xe chở lượng vaccine có trị giá từ 10 triệu Mỹ Kim trở lên đều nên có cảnh sát hộ tống. Tất cả mọi chuyến hàng sẽ có một xe ô tô với hai nhân viên bảo vệ mặc thường phục đi kèm. Những nhân viên này có nhiệm vụ ngăn chặn kẻ đột nhập, số cố tìm cách mở cửa sau và đánh cắp hàng khi xe tải đang bon bon trên cao tốc, một thủ đoạn mà các nhóm tội phạm rất hay thực hiện.
Thậm chí có người còn nói xe tải chở vaccine nên được nhân viên an ninh có vũ trang hộ tống, được trang bị công nghệ theo dõi giúp các nhân viên ngồi tại văn phòng có thể giám sát 24/24 sẽ an toàn hơn. Thank you.
Video tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh.